đã nói rồi, non sông Việt Nam chúng ta nối liền một dải từ Ải Nam Quan đến chí mũi Cà Mau. 54 dân tộc anh em cũng như là người một nhà, không phân biệt tài trẻ lớn bé, tài hèn cùng nắm tay nhau để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vững mạnh, cùng nhau quyết tâm xây dựng xã hội chủ nghĩa theo lý tưởng của Hồ Chủ tịch, quốc gia người thầy lớn của dân tộc và là của giai cấp miền Bắc, quốc lộ tinh toàn thế giới để đưa Việt Nam tiến lên thành vai với các chủ quân năm châu. Mấy thằng mắc giờ mày đã gắt, có thắc mắc gì đó còn chưa sợ chuyện dư giờ thằng nào bị nhắc thì ló xăm cắn thì có chuyện thù hận vùng miền chắc gì có, đâu có ai từng chửi mày là đồ chó. Chúng ta sống và làm việc theo đạo đức Hồ Chí Minh mà tư tưởng chia rẽ thù hận mày lại cổ suy khinh. Từ Bắc vào Nam chưa có thằng giặc nào dám chịu ý động cái đất Tây Đô chỉ nhằm củng cố uy tín. Track này nhắc lại các bài tao fuck I lưu say đi LK squad rap ngoài Bắc tai mày mắc cái con cắt gì nói tao diss cả miền Bắc. Hai RVB là vua đất Bắc tao từng biết vậy nhưng chắc sai. Ngàn năm văn hiến sĩ phu Bắc Hà Nam Kỳ lục tỉnh anh em một nhà, Bác Hồ đã dạy cấm có thắc mắc nhà, vào Sài Gòn ăn nói kiểu đó là đi cà nhắc cà nhắc. Mới lớn là cậu thì Nguyễn gọi mày. Ai không biết Nam Kỳ luôn có tập tính khi chiến gọi bầy. Rồi lưng một kể về hip hop thực ra chỉ biết nói hay, chứ theo thời gian thì đã chứng minh cũng đều bị tiền thổi bay. Có thằng khi gặp trận khó thì bẽn lẽn nói không vào, chẳng qua sợ bị nhục như chó lại bảo có chối không nào. Quen bắt nạt những thằng dưới cơ để lè bọn fan không não, chứ những thằng cỡ tao đời này mới kéo cả đàn không sao. Và xem xét là mặt lộn nó lại không phân biệt vùng miền, khi trên Facebook mày thường mô khi thị Bắc Kỳ đừng quên. Từ Nam ra Bắc mà nói không có một thằng nào dám đứng lên, chứ đó chỉ có khi mày nằm mơ hoặc dán những tao đừng đến. Tại sao nói AVP là vua đất Bắc phải không? Vì khi đó Hưng Cao bạn mày chứ không phải người mày chống. Thật nực cười tư tưởng Bác Hồ trên môi thằng ngầm phản động, luôn có kiểu tự viết chữ đỉnh cho tự tay cầm bảng phong. Làm một vơ vó mồm cho có cũng đéo dám nhận đi sai, vì đồng đội mày đang trốn chết mẹ nên đành cám phận biết tài. Có chuyện này chính mồm mày nói không nhớ thì tao nhắc lại, mời MC Y vào sâu xì lốc bú phim chủ nhỏ chắc sai. Phần Bắc Hà với một nhà dừng lại tao cười đã rap không ra được cái phần đồ, hóa ra people phản đối nhà chỉnh của tấm sao sai lại làm cho tao khinh thường quá. Ra đất Bắc ăn nói như mày thì chắc đi được bình thường ha.